Võ sĩ sumo họ Pháp bị đánh gục chỉ trong 3 giây. Sumo là môn quốc võ của Nhật Bản, gắn liền với những võ sĩ có thân hình hộ Pháp trên 100kg. Họ sẽ húc vào nhau, vật ngã đối thủ để giành được thắng lợi. Tuy nhìn họ khá chậm chạp, nhưng bạn không thể nghi ngờ về sức mạnh cũng như là độ sát thương của mỗi đòn đánh họ gây ra. Video ngày hôm nay sẽ cho bạn thấy sumo là môn võ khắc nghiệt như thế nào. Hai võ sĩ sau khi làm thủ tục chào sân, họ va vào nhau và võ sĩ bên trái chỉ cần 3 giây để tung đòn tay khiến cho đối thủ phải tái ngã ngay tại chỗ. Sau đó, võ sĩ bên phải đã cố gắng gượng ngồi dậy nhưng đã bất thành. Trọng tài ngay lập tức ngừng trận đấu và tuyên bố võ sĩ bên trái giành chiến thắng. Võ sĩ nằm trên sân vẫn còn thấy choáng và anh không thể rời sân một cách bình thường được.